Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tìm hiểu kiến thức bất động sản cùng Rick Nguyễn. Bất động sản là một trong những lĩnh vực đầu tư phổ biến và hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, để đạt được lợi nhuận cao từ đầu tư bất động sản, nhà đầu tư cần phải đánh giá kỹ lưỡng tiềm năng phát triển của khu vực và giá trị bất động sản trong tương lai. Dưới đây là các yếu tố cục bộ địa phương ảnh hưởng đến tương lai phát triển của khu vực và giá trị bất động sản. Sự thay đổi hạ tầng. Hạ tầng phát triển là yếu tố quan trọng nhất cho giá bất động sản phát triển bền vững. Một khu vực có hạ tầng phát triển tốt, giao thông thuận tiện, các tiện ích công cộng đầy đủ sẽ thu hút được nhiều người dân và doanh nghiệp đến sinh sống và làm việc. Điều này làm tăng nhu cầu về bất động sản tại khu vực đó, từ đó tạo ra sự tăng giá bất động sản trong tương lai. Ngược lại, khi hạ tầng kém hoặc không có sự cải thiện trong thời gian dài, giá bất động sản sẽ không tăng hoặc giảm giá. Các chính sách kinh tế tác động đến thị trường, khu vực. Các chính sách kinh tế của chính phủ, đặc biệt là các chính sách liên quan đến đầu tư, cũng có ảnh hưởng lớn đến giá bất động sản. Khi có các chính sách mới tác động đến thị trường chung nhằm thúc đẩy hoặc tạo lợi thế cho sự phát triển kinh tế tại địa phương đó, thì các bất động sản trong khu vực và lân cận tại khu vực đó có khả năng ăn theo. Việc thành lập các khu đặc khu kinh tế hoặc các khu công nghiệp mới, các chính sách hỗ trợ đầu tư sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư đến khu vực đó, từ đó làm tăng nhu cầu về bất động sản và giá bất động sản. Yếu tố ảnh hưởng của ông lớn. Ông lớn có thể là các doanh nghiệp lớn hoặc các dự án lớn về công ăn việc làm hoặc bất động sản. Khi có nhiều hơn về công ăn việc làm, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thì khi đó giá bất động sản sẽ tăng theo. Ngoài ra, một dự án của công ty lớn về bất động sản sẽ tạo ra tác động lớn đến giá bất động sản trong khu vực đó và các khu vực lân cận. Điều này giải thích cho tính ảnh hưởng lẫn nhau của bất động sản. Khi một khu vực phát triển tốt, các khu vực lân cận cũng sẽ được hưởng lợi và giá bất động sản tăng theo. Để đánh giá tiềm năng của bất động sản, việc đánh giá kỹ lưỡng tiềm năng phát triển của khu vực và giá trị bất động sản sẽ giúp cho nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc tìm hiểu và đánh giá các yếu tố cục bộ và toàn cầu có ảnh hưởng đến bất động sản cũng là một trong những bước quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả hơn. Chuyên mục tìm hiểu kiến thức bất động sản cùng Rick Nguyễn số lần này xin được phép khép lại. Hy vọng rằng những kiến thức trên sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình đi đầu tư. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ những kiến thức đầu tư hiệu quả cùng Rick Nguyễn ngày hôm nay.